Xe nước sâm có 6 loại chính gồm rong biển, bông cúc, mía lau 24 vị, nước đắng, hạ khô thảo, được bán với giá dao động từ 6.000 đến 25.000 đồng, tùy vào kích cỡ của chai. Nguồn khách hàng không chỉ đến từ người mua lẻ, xe nước sâm của gia đình chị Ân còn cung cấp cho nhiều mối quen là nhà hàng, quán nhậu quanh đó. Mỗi buổi sáng, gia đình chị Ân đều dậy rất sớm để chuẩn bị nguyên liệu. Nước sâm được nấu bởi công thức gia truyền. Cô Trần Huệ Trân, 54 tuổi, mẹ chị Ân, bật mí những nguyên liệu như củ năng, mía lau, ngò tía, cây mùi, lá dứa, v.v. sẽ được bỏ lên lò, nấu trong vài tiếng. 8 giờ mà mấy là hai chồng đi chợ, lấy đồ về. Về cái lấy mía, lấy củ năng, lấy ngò, lấy đồ về, nấu. Lấy về là cái 9 mấy 10 giờ đầu nấu á. Nấu xong là tới 3-4 giờ chiều bắt đầu ở nhà lượt, lượt xong rồi đem ra đây bán. Một bao vậy là bao nhiêu chai ta? 200 chai hả? 200, cỡ 800 chai, 800 ngàn không chừng. Bữa nào cũng như là người ta lấy nhiều á, có món nhiều á, cỡ 1.000 chai cũng có. Mà ế thì như là thường thường cỡ chừng 2 bao là 800 chai. Theo cô Trân, xe nước sâm này đã được truyền 3 đời. Năm 1996, bà ngoại của cô nảy ra ý tưởng bán nước sâm trên đường Tạ Uyên, quận 5. Đến khi bà qua đời, xe nước sâm được truyền từ mẹ cô Trân rồi đến lượt cô cho đến ngày nay. Sau nhiều lần dời chỗ, tiệm cũng cố định trên đường Nguyễn Chí Thanh. Cô Trân cho hay, xe nước sâm này đã gắn liền và nuôi sống cả gia đình. Nhớ lại những ngày đầu mới kế thừa nghề truyền thống, cô Trân vẫn không quên doanh thu lúc đó chỉ được 8.000 đồng một ngày. Ngày qua ngày, do nhớ lời mẹ dặn phải buôn bán bằng cái tâm, cô Trân càng tâm đắc hơn với từng chai nước sâm mình nấu. Khách đến uống, vợ chồng cô luôn hỏi han cảm nhận của khách hoặc thỉnh thoảng trò chuyện. Từ đó, người ta càng mến cái tính hào sảng của vợ chồng cô Trân nên thường xuyên lui tới.